chào các bạn. Hôm nay là buổi tối thứ sáu cuối tuần mà mình, gia đình mình cùng với gia đình bạn Nguyễn Văn Mùi là cái người sở hữu cái chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Remailand, và sắp tới bạn bên online thì bạn sẽ lên Facebook, lên Google, bạn search Remailand có cái trang trại không? Đấy, cảm ơn, thấy cái chữ Remailand không ăn Remailand. Và hôm nay ăn ở một cái quán gọi là cái quán sông Hàn, những cái món chuyên về của Đà Nẵng. Bây giờ mình giới thiệu sơ về những cái món mà mình ăn. Nó hết rồi. Bây giờ mình nói là cái món lẩu này là gọi là cá cu. Bây giờ mình không biết cá cu là cá gì. Rồi hồi nãy mình kêu thêm cái món cá chim đó mà cá chim thì lại hết rồi. Một cái dĩa cá nướng đó là cá mắt ngọc cũng ăn hết rồi, và một cái món ốc cũng rất là hay là ốc điếu, rồi món mực hấp, các bạn, mực hấp tại kiểu Đà Nẵng rất là ngon. Rồi đây là mít nữa, các bạn chưa. Và một buổi tối cuối tuần nói chuyện nó rất là tuyệt vời. Và đây là Bambi nhà mình, các bạn thấy Bambi nhà mình không? Vừa ăn và vừa xem. Đây là bà xã mình, đây là bà xã của bạn Mùi, xa xa kia là con gái của bạn Mùi, và đây là đứa con gái thứ hai của bạn Mùi. Và bây giờ bạn Mùi có cái chia sẻ gì không ạ? Hồi nãy nghe bà Mùi nói cái triết lý gieo hạt rất là hay, bà Mùi có thể chia sẻ chút xíu. Xin chào mọi người. Thì mình rất là vui hôm nay đi ăn với gia đình thầy Duy. Vì mình cũng thường có cái thói quen là mời những cái người thầy để đi lâu lâu đi ăn chung. Cũng là cái cách để mà thứ nhất là giao lưu, thứ hai học hỏi, và thứ ba là để thể hiện cái sự biết ơn chẳng hạn. Thì trước đây mình cũng nói chung là cũng khởi nghiệp nó rất là chua, nó rất là nhiều cái thăng trầm. Tuy nhiên sau đó thì mình học cái nền tảng kiến thức của thầy Duy thì mình cũng đã từng bước làm cho cái doanh nghiệp của mình nó hệ thống lại được, và bây giờ nó cũng bắt đầu gọi là hơi phát triển được một chút. Thì cứ mỗi lần mình có được kết quả gì đó thì mình lại muốn gặp thầy Duy để mình cảm ơn cảm ơn, rồi mình để chia sẻ lại để cho thầy có thể biết được những học trò đã có cái kết quả. Thì một cái bí mật ở đây mình muốn chia sẻ là bây giờ mình đã kinh doanh ở cái cấp độ cũng là ổn định rồi, nói chung là doanh nghiệp cũng đã phát triển, tuy nhiên mình vẫn không ngừng học hỏi, và mình có một cái triết lý đó là phải dùng đòn bẩy trong mọi phương diện, đòn bẩy về tài chính, đòn bẩy về trí tuệ, đòn bẩy về marketing, đòn bẩy về công nghệ, thì mình phải dùng rất nhiều đòn bẩy. Tuy nhiên hôm nay mình muốn nhắc một cái đòn bẩy, đó là hãy dùng đòn bẩy trí tuệ. Đòn bẩy trí tuệ có nghĩa là mình kết nối với những cái người thầy dạy về marketing, thay vì mình phải đi học thì mình chơi với những người thầy. Thế thì có gì hay thầy chia sẻ hết cho mình, đúng rồi. Thầy chia sẻ hết cho mình khỏi phải đi kiếm. Thế thì cách nhanh nhất là thầy đã đi tìm cho mình cái mới nhất rồi, mình chỉ việc tới đó để học thôi. Trường hợp mà thậm chí mình bận, mình không có thời gian đi học, mình kêu nhân viên của mình qua học. Thế là cái công sức của thầy bao nhiêu năm đi kiếm những kiến thức đó, mình chỉ cần ngồi lại vài buổi học, mình tham gia vào buổi học, mình có thể lấy lại được. Thì đó là cái triết lý dùng đòn bẩy. Thì trong kinh doanh mình dùng rất là nhiều cái đòn bẩy, và đặc biệt là cái đòn bẩy trí tuệ đó, nó đã giúp mình thành công. Mình không phải đi mày mò tìm những kiến thức mà những người thầy đã tìm sẵn cho mình được. Nhiệm vụ của mình là tới chơi với thầy, ăn với thầy, nhậu với thầy, sau đó thầy có gì thầy chỉ cho nhanh nhất. Thầy đi kiếm 2 năm, thầy dạy có 2 ngày, đó gọi là đòn bẩy. Thì cái đó là cái thành công trong lĩnh vực dùng đòn bẩy về trí tuệ. Thầy phải đi mày mò cả năm trời, thế mình chỉ cần mất 2 ngày có thể lấy được cái điều đó. Bao nhiêu bạn thấy cái đòn bẩy về trí tuệ rất tuyệt vời, thầy cứ tạo mối quan hệ với thầy. Thầy là chuyên đi kiếm những cái, đi sưu tầm, quá đi học hỏi, đi trải nghiệm những kiến thức rất là tuyệt vời, thì nhiệm vụ của mình là lấy lại thôi. Đó là cái bài học mình học được và mình đã ứng dụng rất tốt. Nên bạn nào mà muốn áp dụng theo cách của mình thì cứ lâu lâu gặp thầy Duy. Ok, xin chào. Cảm ơn bà Mùi rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy là chúng ta đang có
những cái phút giây chia sẻ cuối tuần nó rất là tuyệt vời. Hai gia đình ăn ăn tối với nhau tại một cái quán, mình cũng dành một ít phút để mình quảng cáo về cái quán. Các bạn, cái quán này nó ở 38 đường Sông Hành, quận 2, nó ngay xa lộ Hà Nội, nối diện phía bên kia thì nhà mình và nhà bạn Mười thì cũng ở đối diện. Đi qua đây có mấy phút à. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cái buổi tối cuối tuần. Chúc các bạn có những cái ngày cuối tuần ý nghĩa và học được nhiều bài học rất là quý. Bye bye các bạn.